Tôi đã chia sẻ trong bài anh chị em, mỗi một năm thì tôi đều cầu nguyện với Chúa cho một sứ điệp mang tính tiên tri. Có nghĩa rằng là cái thông điệp mình nhận từ nơi Chúa đấy là cái sự bày tỏ trước cho những gì sẽ xảy đến cho năm, trong cái năm đó. Và tất cả những cái gì Chúa đã bày tỏ trong những năm qua thì đều xảy ra hết đúng theo những cái lời tiên tri mà Chúa bày tỏ. Và khi mà tôi cầu nguyện đến gần dịp cuối năm, đặc biệt là gần dịp cuối năm, thì lòng tôi lại càng tập trung hơn để cầu nguyện để cho năm mới này, thì là cái Chúa sẽ làm cái gì mà mình sẽ đóng góp cái phần nào ở trong cái chương trình, cái hoạch định của Chúa. Thì đây là cái câu kinh thánh mà là cái thông điệp tiên tri của Chúa cho hội thánh trong năm 2021 này. Đấy không phải chỉ cho tôi, cho năm 2021. Trong Esai đây chúng ta sẽ đọc hai câu, nhưng mà cái câu mà tôi nhận được từ nơi Chúa thì nó là cái câu số 2. Giờ chúng ta sẽ cùng đọc cả hai câu nhé, chúng ta cùng khởi sự. Hãy mở rộng nơi trại người, dương màn chỗ người ở, chớ để chật hẹp, hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Amen. Ông bà anh chị em có nhớ cái thông điệp tiên tri mà tôi nói trong năm 2020 là gì không? Là năm mở rộng. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ, không biết mọi người về nhà có suy nghĩ lại, nhưng mà đối với tôi năm 2020 là năm mở rộng một cách đặc biệt. Và gặp một cách rất đặc biệt. Vì sau khi tôi đi cách ly ở miền Trung ấy, thì ở tại nơi đó Chúa ban cho tôi những cái cảnh tượng về con người Chúa mà trong cả một hơn 20 năm chức vụ chưa bao giờ tôi có. Chưa bao giờ tôi có những cái cảnh tượng và những cái sự mặc khải đấy từ Chúa liên quan đến công việc Chúa trong tương lai. Và một cái sự mở rộng nữa là Chúa ban cho tôi có vợ. Có vợ, có con, và chuẩn bị có hai con. Và hội thánh của chúng ta cũng trong năm 2020 này, chúng ta đã bắt đầu mở rộng về mặt nhận thức, là chúng ta đã bắt đầu truyền thụ, Chúa đã truyền thụ điều đó cho tôi và tôi truyền thụ lại cho hội thánh. Đó là bắt đầu vào một thời kỳ của sự mở rộng. Và đến năm 2021 thì nó không còn nằm ở trong ý tưởng nữa, mà nó là mở rộng thực tế, thực thi. Và câu mà Chúa nói, cái từ mà trong khi tôi cầu nguyện đến với tâm trí tôi đó là dương à xin lỗi câu số à đúng rồi cái phần sau đó, là răng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Yeah. Đây là cái bản dịch cũ. Răng dây cho dài và đóng cọc cho chắc. Thì cái sứ điệp này nó kết nối với những gì mà Chúa phán ở năm 2020. Và sau giờ tôi chia sẻ lời Chúa thì hội thánh vui lòng ở lại ít phút để tôi sẽ có cái buổi họp hội thánh và trao đổi về cái kế hoạch cho năm 2020, để tôi sẽ nói rõ hơn cái kế hoạch của chúng ta là gì. Bây giờ tôi muốn ông bà anh chị em quay trở lại một chút xem cái câu kinh thánh mà tôi đã chuẩn bị ở đây, đó là trong sách Habacuc đoạn 2 câu số 14. Chúng ta cùng nhau chung đọc. Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy các dân. Đó là tiên tri Habacuc đã nói trong thời kỳ cựu ước. Vì sự nhận biết vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Khi tiên tri Habacuc nói câu kinh thánh này thì chỉ có đất nước Israel là có vinh quang của Chúa, và một số những cái nước lân bang như là Ai Cập, Syria thì mới nhận biết một chút xíu về vinh quang của Đức Giê-hô-va. Nhưng mà cái lời tiên tri này nói rằng là rồi sẽ có một ngày mà vinh quang của Chúa bao gồm khắp trên trái đất này, tất cả các ngõ ngách ở trên trái đất này đều có vinh quang của Đức Giê-hô-va.
đây là khao khát, đây là ước muốn và đây là niềm đam mê của Chúa. Ông bà anh chị em biết tại sao Chúa tạo nên trái đất này hình cầu mà không phải là hình vuông hoặc là hình chữ nhật rồi? Chúa tạo lên cái trái đất này hình cầu. Bởi vì nếu như đây là cái suy luận và một cách trong cái suy luận của tôi, nếu như mà trái đất này hình vuông ấy hoặc là hình phẳng á, thì khi mà chúng ta ngủ thì cả tất cả mọi người trên trái đất này đều đi ngủ hết các bạn quý vị, và tất cả mọi người đi ngủ hết thì ai sẽ cầu nguyện, ai sẽ hát để khen Chúa, để vinh quang của Chúa không thể đầy khắp trái đất được. Nhưng mà Chúa tạo nên trái đất này hình cầu, nó rất là hay. Vì khi mà ở phần này bán cầu đang đi ngủ thì ở nơi kia lại đang thức dậy để thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta đi ngủ thì bên kia lại thức dậy thờ phượng Chúa. Như vậy nó cứ ngày đêm liên tục có người ngợi khen và thờ phượng Chúa. Cho nên vinh quang của Chúa liên tục được vây phủ cả cái trái đất này. Và khi mà bàn chân của những giáo sĩ, bàn chân của những con cái Chúa đi nơi này nơi kia, người ta giao giảng lời của Chúa và ngợi khen Chúa cầu nguyện, thì đấy là lúc mà ta đem vinh quang của Chúa đi khắp nơi đấy. Nếu như mà không có ai đem vinh quang của Chúa đi nơi khác để lan tỏa cái vinh quang của Chúa, thì vinh quang của Chúa có khi nó chỉ ở mãi tại Jerusalem và tại đất nước Do Thái thôi. Nhưng mà đấy không phải là ý định ban đầu của Ngài. Có thể tin lành khởi sự từ Jerusalem, nhưng mà không phải là chỉ giới hạn ở tại Jerusalem. Bắt đầu ở tại Jerusalem nhưng mà phải lan tỏa đi khắp thế giới. Và cũng nhiều năm trước đây, khi mà phúc âm được truyền giáo tới người châu Âu, xin lỗi, người da trắng, lúc đó thì chủ yếu là người châu Âu thôi. Sau đó thì người châu Âu mới di cư sang châu Úc và châu Mỹ, thì mới có hai cái châu lục đó của người da trắng. Nhưng mà khi tin lành đến người châu Âu thì các giáo sĩ, các con cái Chúa ở người châu Âu, họ đã không thỏa mãn rằng là tin lành sự cứu rỗi của Chúa chỉ dành cho người da trắng. Và họ mong muốn, họ khao khát rằng cái tin lành đó phải được lan tỏa ra khắp nơi ở trên thế giới này. Và cuối cùng thì họ đã gửi những giáo sĩ đi châu Á, đi sang Việt Nam, đi sang Lào, Campuchia, Trung Quốc nhiều. Như là Hudson Taylor đi đến Trung Quốc, mình chắc tôi chia sẻ ông bà chị em, và họ đã biến đổi cả cái đất nước Trung Quốc như vậy. Và bây giờ cứ 10 người Trung Quốc thì có một người là người theo Chúa Giêsu. Và đó là công lao của những người đã đổ mình, sự sống của mình ra để đem vinh quang của Chúa trên khắp đất này. Chúa thề rằng là vinh quang của Ngài sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Nhưng mà ai sẽ là người đem vinh quang của Chúa đi khắp đất? Chúng ta là những người đem vinh quang của Chúa đi khắp đất này. Amen. Cho nên có khi đến những nơi mà chúng ta chưa làm được điều gì, chúng ta chỉ đứng đây hát, chúng ta chỉ đứng đây thờ phượng, đứng đây cầu nguyện thôi, thì lúc đấy là chúng ta đang kéo vinh quang của thiên đàng xuống khu vực đó. Amen. Và khi mà chúng ta cộng tác cùng với Chúa là chúng ta đang làm cho cái ý muốn của Ngài để trở thành hiện thực. Ngay cả những các cháu nhỏ thôi, các cháu đứng ở một góc, các cháu cầu nguyện, các cháu thờ phượng, đấy cũng là lúc mà các cháu đem vinh quang của Chúa đến trên đường đó. Amen. Hallelujah. Trong sách Matthew đoạn 9, câu số 37, câu số 38, Ngài bèn phán với các môn đồ rằng mùa gặt thì thật là chúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong cánh đồng lúa của mình. Đương nhiên, cái mùa gặt ở đây không có nói những cái bông lúa thường, đúng không ạ? Chúa không muốn nói đến cái bông, những cái bông lúa thường đây, mà Chúa nói đến cái gì? Những bông lúa mang ý nghĩa thuộc linh, tức là những linh hồn. Chúa nói là mùa gặt thì thật là chúng, có nghĩa là Chúa biết một điều rằng có rất là nhiều người đang khao khát sự cứu rỗi của Chúa rồi. Bây giờ chỉ cần người đến nói về phúc âm cho họ là họ được cứu thôi. Amen. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi làm chứng về Chúa, đi chia sẻ về Chúa, mình làm chứng ngoài người ta không tin. Rồi tự nhiên trong tâm mình cứ nghĩ rằng thì chắc là mình không học, chưa đâu ở đâu, chưa nói người ta không tin. Dạ. Hoặc là đôi khi thì mình lại nghĩ rằng là thôi, cái người này cứng cỏi lắm, người ở đây cứng cỏi lắm, người ta không tin đâu. Thế cuối cùng là nó hình thành trong tâm trí mình là thôi chả nói nữa, cạn. Ai tin không tin thì cạn người ta. Đó. Ai nói thế tin thì thôi. Mình phần mình chết mình lên thiên đàng được rồi, còn cạn người ta. Không, mà chị em Chúa Giêsu nói rằng là mua cặp thì đã thật là chúng rồi. Chúa là đấng biết được là trong cả cái đất nước Việt Nam của chúng ta, cả cái thành phố Hải Phòng của chúng ta, ai là người lòng của họ đã mở ra. Tôi còn như tôi đã chia sẻ với ông bà chị em, trong cuộc đời tin Chúa của tôi thì tôi kinh nghiệm chỉ có hai người
trong cuộc đời là chủ động quá nhận cho tôi hỏi về Chúa và xin tin Chúa. Tôi tin Chúa gần 30 năm và phục vụ Chúa khoảng hơn 20 năm. Nhưng mà chỉ có mỗi hai người tôi kinh nghiệm là hai người tự chủ động liên lạc với tôi hỏi Chúa Giêsu là ai và sau đó thì xin tin Chúa. Còn lại tất cả mọi người đều không ấy. Đều phải do mình đến với họ, mình chia sẻ về đức tin cho họ. Mình có những khi mà ngày tôi còn nhớ ngày tôi phục vụ Chúa ở bên Malaysia, ông bà chị em biết, anh em những anh em con cái Chúa ở thánh Malaysia thì họ phải cắt tặng mỗi một người phục vụ tôi một ngày. Sau khi đi làm người ta về việc nhà việc nhung thì không cần biết, phải để lại để đến đưa tôi đi để làm công việc Chúa. Đây là lấy ô tô họ chở tôi đi đến thăm những chỗ công nhân, đi vào rừng, đi vào những chỗ công nhân họ ui lầy lội rồi mũi mùng các thứ, rồi nhiều thứ vấn đề, nhưng mà mình phải đi đến đấy, đi vào tận nơi để tìm đưa người ta đến hội thánh. Và đưa người ta đến hội thánh không phải là người ta đã tin ngay, người ta đã theo Chúa ngay, chia sẻ khích lệ người ta. Có những người thì nhiều năm sau người ta mới tin Chúa, có những người thì tin xong người ta bỏ, có những người chỉ đến cho vui. Nhưng mà nếu như mà không có ai đi thì sẽ không có ai đến. Amen. Không có ai đi thì sẽ không có ai đến. Cho nên nếu mà Chúa Giêsu nói rằng là mùa gặt thì chúng nhưng xong con gặt thì ít, vậy hãy cầu xin chủ của mặt sai con gặt đến trong cánh đồng lúa của mình. Mùa gặt đã thật là chúng rồi, nhưng mà không ai cầm liềm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ rụng. Có nghĩa là hàng ngày có biết bao nhiêu linh hồn ngoài kia đang đi xuống địa ngục, Chúng ta cần phải có những người chia sẻ về phúc âm cho những người già sắp chết. Chúng ta cần phải có những người chia sẻ phúc âm cho những trẻ em, vì trẻ em cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Cũng cần phải có những người chia sẻ phúc âm cho những người thanh niên. Trẻ em thanh niên thì còn có tương lai, còn có thời gian, nếu mà không phải vì lý do đặc biệt thì họ vẫn còn sống. Nhưng chúng ta cũng cần phải có thời gian và có người để chia sẻ phúc âm cho tất cả các đối tượng. Vì mùa gặt đã thật là chúng, xong con gặt thì ít, vậy hãy cầu xin Thánh Linh là chủ của một gặt sai con gặt đến trong cánh đồng lúa. Cho nên ông bà anh chị em ơi, cái hạt giống đức tin mà chúng ta gieo ngày hôm nay nó sẽ làm. Ngày hôm nay chúng ta tin Chúa ngồi đây là do đâu? Là do bao nhiêu con người đã cùng nguyện. Anh chị em biết không? Tôi đóng góp một phần đó, nhờ chức vụ của tôi mà anh chị em được cứu. Nhưng mà để hội thánh ở đây được tồn tại thì có biết bao nhiêu người khắp nơi trên thế giới nó đã cầu nguyện. Và quay trở lại đây 100 năm trước, tôi chưa được ra đời, quý vị chưa được ra đời, thì đã có bao nhiêu người đến và cầu nguyện cho Hải Phòng rồi. Để ngay hôm nay cái hạt giống của lời cầu nguyện đó được đã sản sinh ra. Và khi chúng ta đi đến nhiều nơi khác, chúng ta nói họ không nghe, chúng ta chia sẻ không có ai đáp ứng, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay có khi 50 năm nữa có người tin Chúa, có khi 50 năm nữa lại hội thánh được nảy sinh ra. Anh chị em biết không, khi mà sau thời kỳ giải phóng thì chính quyền cản trở việc phát triển đạo Tin Lành và Công giáo ở đất nước Việt Nam, và gần như là hội thánh chỉ trong tình trạng duy trì, không thể phát triển được. Và cái chính sách họ làm trong cái thời kỳ đó là họ gom tất cả mọi người vào trong những cái nhà thờ chính thống, nhà thờ truyền thống để làm gì? Để họ kiểm soát thôi. Anh ra vào thì họ đều biết hết, vì phải có danh sách gửi cho họ, họ kiểm soát hết. Không cho nhóm vào các hội thánh tư gia hoặc là mở rộng xây dựng nhà thờ không có, vì như thế là làm cho lan rộng phúc âm của Chúa họ cũng không muốn. Và Tin Lành đến với đồng bào dân tộc gần như là không thể, và những cái miền, những tỉnh miền Trung thì cực kỳ khó khăn. Nhưng anh chị em biết Chúa làm bằng cách nào không? Khi con người đóng cánh cửa này, Chúa lại mở cánh cửa khác. Việt Nam nghèo trong thời kỳ đó, bây giờ thì vẫn là ở trong tình trạng nghèo, nhưng mà trong so với 10 năm trước, 20 năm trước thì nghèo vô cùng. Rồi Chúa lại dùng một loạt người đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động, hoặc đi du học, đi sang Đức này, đi sang Nga này, rồi một loạt những người đến tin Chúa, đến đấy là biết đến Chúa, mà họ trở về họ lại thành lập hội thánh. Cái mẻ đầu tiên là đi Hồng Kông, tôi là cái mẻ đầu tiên đi Hồng Kông đấy. Chúng ta đi Hồng Kông để đi kiếm cái gì? Đi kiếm tiền, kiếm tự do. Đúng
Và sau đó thì về không được đi nước thứ ba, lại trở về Việt Nam để trở thành những người phục vụ Chúa. Một loạt các hội thánh ở Hải Phòng này được thiết lập bởi những người đi Hồng Kông về. Và sau đó thì là một cái phong trào đi lao động ở bên Hàn Quốc, bên Đài Loan, bên Malaysia. Rồi sau đó họ trở về, họ lại thành lập hội thánh của Chúa ở những nơi tưởng chừng như là không thể. Ở những tỉnh, tháng trước thì tôi đi thiện nguyện ở chỗ tỉnh Quảng Bình. Và đến đến Quảng Bình thì tôi không thể nghĩ là Quảng Bình có hội thánh như này. Tôi không thể nghĩ được. Nhưng mà hội thánh ở Quảng Bình đã có hội thánh như này. Có mấy hội thánh, mặc dù là hội thánh thứ gia nhỏ hơn, nhưng mà cũng có mấy hội thánh. Đó là ơn phước của Chúa. Cho nên những gì chúng ta gieo ngày hôm nay có thể chúng ta chưa gặt ngay. Chúng ta chưa gặt ngay, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta cũng là một loại hạt giống. Và cả một vài quyển chứng đạo đơn chúng ta tặng cũng là những hạt giống để gieo, để cho những người nào đó họ sẽ gặp mai sau. Bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu cuộc đời đang cứu mất và cần chúng ta. Có khi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà Chúa lại hành động cứu người khác. Năm 2015, tôi đi sang phía đông của Malaysia. Và cái anh chở tôi đi thì đi để cầu nguyện tuần hành. Thì đi đến núi cầu nguyện, tôi gặp mấy ông bà cụ già lắm. Tôi nghĩ ở đây không ai già mà có. Người lớn tuổi nhất đây không già mà có. Và họ nói với tôi này, chúng tôi là những cầu nguyện. Ôi, gặp anh người Việt Nam tôi vui lắm, thì tôi cầu nguyện cho Việt Nam nhiều lắm. Tôi cầu nguyện cho Việt Nam nhiều lắm, tôi cầu nguyện từ trước đến giờ, đây là người Việt Nam đầu tiên tôi gặp. Tôi vui lắm. Chúng ta có thể cầu nguyện cho các nước khác, cầu nguyện thật là có công tác cho mình. Vâng. Nhưng mà rất nhiều người ở các nơi trên thế giới cầu nguyện cho ta. Cho nên mặc dù mình không biết họ là ai, nhưng mà hạt giống cầu nguyện đấy đã khiến cho chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Rất nhiều người ở các nơi cầu nguyện mà bây giờ chúng ta và nhiều người khác ở trên đất nước này tin Chúa Giêsu. Có thể một người cầu nguyện chưa đủ, nhưng mà nhiều người cầu nguyện, nhiều người cầu hiệp ý lại với nhau thì Chúa lại hành động. Cho nên bà chị em, chúng ta phải gieo, gieo bằng sự cầu nguyện, gieo bằng tài chính tiền bạc, gieo bằng việc đi làm chứng, gieo thời gian thì mới có những linh hồn được cứu về trong nước của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu số 14, sứ đồ Phao-lô nói như sau về cuộc đời của ông. Xong, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Câu B xin chú ý này. Và bởi chúng tôi, Ngài giải mùi thơm về sự nhận biết Ngài học trưởng. Cuộc đời của Phao-lô là thế đó. Bởi chúng tôi, tức là tôi, Phao-lô và một số người khác, thì rất là nhiều người ở trên thế giới biết đến danh của Chúa Giêsu. Amen. Tôi được tin Chúa và chức vụ của mục sư Đoàn Ngọc Ẩn. Ông ấy là người Mỹ gốc Việt. Và rất nhiều người đi Hồng Kông được cứu nhờ chức vụ của ông ấy. Và chúng tôi nhớ ơn ông ấy mãi mãi. Vì nhờ chức vụ của ông mà chúng tôi được cứu. Năm 2015, lần đầu tiên tôi gặp lại cái người thầy đấy sau khi mà tôi về Việt Nam. Khi mà tôi sang Mỹ cái lần đấy thì tôi gặp ăn cơm cùng với hai ông bà, và có rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc. Và cho nên là, và để cho bao nhiêu người được cứu như vậy thì ông mục sư Đoàn Ngọc Ẩn cũng phải hy sinh rất là nhiều. Ông ấy có nghề nghiệp giáo sư giảng ở trường, giảng về toán học thì này, ở trường đại học ở Mỹ, nhà cửa rất là, công việc mọi cái đều rất là tốt đẹp, nhưng bỏ hết tất cả mọi cái để đi phục vụ Chúa, đi vào trong cái trại tị nạn để phục vụ Chúa. Và gần đây nhất năm ngoái tôi nhìn thấy ông ấy đăng trên Facebook, ông nói là 30 năm phục vụ Chúa, chẳng có bán hết nhà cửa mọi cái đi phục vụ Chúa, và gần đây thì Chúa lại ban cho một ngôi nhà, còn một con cái Chúa dâng hiến cho một ngôi nhà. Có nghĩa là bao nhiêu năm chẳng mang gì hết đến nhà cửa, đến tiền bạc gì cả. Đó. Nhưng mà cái kết quả của nó là gì? Bao nhiêu con người được cứu. Nếu không ai ra đi thì tin lành không thể đến được tất cả mọi người. Chúng ta có một cái quý giá vô cùng, đó là có chìa khóa để vào được thiên đàng. Và nếu chúng ta mở
thì người ta mới được vào. Và chúng ta mở người khác bằng cái gì? Bằng mở bằng lời cầu nguyện. Chúng ta mở bằng cách nào? Chúng ta mở bằng việc đi ra nói về Chúa Giêsu đó. Cho nên mỗi một người trong chúng ta đang ngồi đây là mùi thơm của Chúa. Nhưng mà thơm, mùi thơm mà dầu thơm mà cái đại nắp vào thì sao? Nó có tỏa ra được cái gì không? Không. Mùi thơm muốn nó thì phải mở nó ra thì nó mới có hương hoa để bay đến những người khác. Có nghĩa là miệng chúng ta phải mở ra. Mình phải nói, mình phải cầu nguyện thì người khác mới được biết đến Chúa. Có phải không ạ? Có mấy người trong chúng ta đang nằm ở nhà tự nhiên Chúa Giêsu hiện ra bảo đến với ta đâu? Chúng ta ở đây đều là do người khác nói về Chúa cho mình hết đấy chứ. Và trong chúng ta ở đây là tự nhiên ban đêm Chúa hiện ra hoặc là ban ngày Chúa hiện ra bảo là con hãy đến với ta đâu? Chúa cũng có thể làm điều đấy nhưng mà rất ít. Thực tế là rất ít. Cho nên hãy mở miệng chúng ta ra bằng sự cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa và chia sẻ. Và trong Roma đoạn 15 câu số 19 thì Phaolô nói như sau. Đây là cũng là một định hướng trong năm 2021 này mà chúng ta cần đi theo. Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Phaolô giao giảng tin lành bằng cái gì? Bằng cái gì? Hãy nhìn Kinh Thánh. Ông Phaolô không giao giảng bằng lý thuyết suông. Ông giao giảng bằng dấu kỳ phép lạ được đến cái gì? Gặp người bị ám đuổi luôn, cho người đó tự do. Gặp người bệnh tật cầu nguyện luôn cho người đấy được chữa lành. Gặp người chết cầu nguyện cho người đấy được sống lại. Một phép lạ xảy ra thì bằng vạn lời chúng ta nói. Vì cái phép lạ xảy ra giúp cho người ta nhận biết rằng Chúa Giêsu đang thực sự sống. Cho nên ông bà anh chị em ơi, trong năm 2021 này chúng ta muốn mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải mặc cái quyền phép của Chúa. Và quyền phép này không phải chỉ ở cho một mình tôi, mà cho tất cả ông bà chị em, những người nào muốn tham gia vào cánh đồng của Chúa thì cái sự sức giàu quyền phép đó sẽ ở trên mỗi một chúng ta. Và chúng ta nhận lấy sự sức giàu đó để bắt phục những con người cứng cỏi. Bây giờ nói ai hay không bằng một phép lạ xảy ra. Nói Chúa của chúng ta giỏi, Chúa chúng ta quyền năng không bằng một phép lạ xảy ra để người ta nhìn thấy được Chúa thực sự là Đấng đang sống. Cho nên chúng ta cần phải mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa. Cần phải được đầy dẫy Thánh Linh. Cần phải mặc lấy 9 ân tứ Thánh Linh, đó là nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, nói tiên tri, phân biệt các linh, đuổi quỷ, chữa bệnh, nói lời khôn ngoan, lời trí đức và ân tứ tin. Và nhận lấy sự sức giàu của 5 chức vụ: sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, để giao giảng về quyền pháp của Chúa và cho mọi người biết là Chúa Giêsu là sống. Amen. Đây là ông giáo sĩ Adoniram Judson, người Mỹ, sinh năm 1788 và mất năm 1850. Khi Chúa sai ông đến Myanmar đó, trong vòng 6 năm ông chỉ đưa dắt được có một người về với Chúa. Quý vị, ông, công việc của ông chỉ là đi giao giảng phúc âm, mà trong vòng 6 năm chỉ có đưa được một người về với Chúa. Ông cứ đi nói hoài mà người ta không tin. Ai đi đến Myanmar thì biết Myanmar, quý vị đi đến Thái Lan bảo Thái Lan nó nhiều chùa chiền, người ta tin Phật giáo bảo, nhưng mà Phật giáo của Thái Lan và giáo Myanmar là khác nhau nha. Người Thái Lan, người Myanmar họ sùng Phật giáo còn hơn cả người Thái Lan, rất là chắc chắn đó. Trong 6 năm rồi ông cứ đi người lại đi hết nhà này nhà kia, nói chẳng ai tin. 6 năm có một người tin, nhưng mà quý vị biết không, một người tin đấy đã đem phúc âm đến cả nước, và bây giờ có khoảng 10% dân số là theo. Có nghĩa là cứ có 10 người thì có một người Myanmar tin Chúa. Và ông trên đường trở về Mỹ thì ông đã chết ở dưới biển. Gần biển chính là cột mộ của ông. Nhưng mà người Myanmar muôn đời sẽ nhắc đến tên ông, nhờ ông đấy mà người Myanmar được cứu. Đây là một trong những người đầu tiên đem phúc âm đến Myanmar. Nhân vật thứ hai tôi muốn chia sẻ là ông William Carey,
sinh năm 1761 và mất năm 1834. Ông được Chúa, ông là người Anh, được Chúa kêu gọi sang phía Bắc của Ấn Độ. Phía Nam của Ấn Độ thì đã được nghe tin lành từ thời của sứ đồ Thomas. Nhưng mà phía Bắc thì đây là một trong những người đầu tiên đến khu vực phía Bắc. Và ông có một công lao rất lớn, đó là ông đã dịch Kinh Thánh ra rất nhiều thổ ngữ của Ấn Độ. Và ở Ấn Độ nó có một cái tục như này đó. Quý vị nào đã đi Ấn Độ chưa? Nó có một cái tục mà thế trên màn ảnh nhỏ phải không ạ? Tôi đi Ấn Độ và tôi ngồi cả trên sông Hằng, tôi nhìn người ta thờ phượng thần Hindu, rồi theo đạo Hindu người ta thờ cái thần của họ, rồi nhìn thấy người ta đốt xác, đốt những người chết rồi vứt xuống sông Hằng. Và đấy nó có một cái tục là như này, ngày xưa đó, tức là khi mà người chồng chết đấy, người vợ đang sống thì cũng phải bị buộc thiêu sống cùng với người chồng. Và ngày xưa thì không phải là có chế độ một vợ một chồng như bây giờ, là người đàn ông có thể có nhiều vợ. Thế cho nên có bao nhiêu bà vợ mà đang sống thì sẽ phải buộc và thiêu sống cùng với ông chồng người đã chết đấy. Vì người Ấn Độ là người ta không có chôn, người ta không có chôn, theo cái niềm tin của họ là họ thiêu xác xong rồi vứt xuống sông Hằng. Thế thì khi ông William Carey ông đến đó, ông nhìn thấy cái điều đó, ông chịu không nổi, ông bảo bây giờ phải bằng mọi cách để ngăn chặn. Và ông William Carey là người đã có công để chặn đứng cái phong tục đó ở lại. Ông bà chị em, chúng ta có phải là William Carey không? Chúng ta có phải là Adoniram Judson không? Mỗi một chúng ta đây, đừng chỉ sống để mà kiếm chút tiền hưởng giả, đừng chỉ sống để một ít tiền cho con cháu. Hãy sống để muôn đời người ta sẽ nhắc đến tên mình. Hãy sống để cả thiên đàng sẽ vui mừng và đón chào chúng ta khi chúng ta về với Chúa. Hãy sống để lịch sử của thiên đàng và lịch sử của trái đất này ghi lại nhờ công lao của chúng ta mà xã hội được thay đổi, nhiều con người được. Và đây là sứ đồ Phaolô, bắt đầu từ một con người này mà tin lành được giải ra khắp châu Âu và nhờ đó mà tin lành đi khắp thế giới. Esai đoạn 54 câu 2 câu 3, đây là cái sứ mạng và cũng đã được in vào lịch, là lịch của chúng ta để cho chúng ta nhớ trong năm 2021 này. Hãy mở rộng trại với ta, dương màn cho người ở, chưa để cho chật hẹp, hãy răng dây cho dài và đóng cọc cho là chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đồng dân cư. Nên tôi nói rằng đông dân cư ở đây ấy, nó không phải chỉ là mang cái ý nghĩa thuộc thể, mà ý nghĩa thuộc linh. Thành phố Hải Phòng của chúng ta cũng là thành phố hoang vu. Việt Nam của chúng ta là một đất nước hoang vu. Vì đi đến nơi nào á, quý vị thử hỏi xem anh có tin Chúa Giêsu, người ta chẳng biết này. Gặp một người Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu thì mình vui lắm. Bởi vì là ui rồi thấy cho bao nhiêu người chả có ai tin Chúa thì gặp anh thì thấy vui lắm. Nhưng mà quý vị đi những cái nước mà đất nước Cơ Đốc, quý vị gặp những người tin Chúa, quý vị người ta thấy bình thường. Vì ai phần lớn là đều tin Chúa. Bao giờ mà những số lượng Cơ Đốc nhân ấy mình gặp mà mình cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt ấy, thì lúc đấy mình vui mừng. Bởi vì số lượng người tin Chúa quá thôi. Nhưng bây giờ gặp nhìn thấy ai tin Chúa mình vui lắm, thì ôi ít nhất là mình có một linh hồn đã được cứu rồi. Vậy Chúa muốn cho chúng ta là làm cho các thành hoang vu đồng dân cư. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy mở rộng trại ngươi ra, hãy dương màn cho ngươi ở, chớ để chật hẹp, hãy răng dây cho dài và đóng cọc cho ta. Trong những năm tháng qua thì Chúa để hội thánh của chúng ta ở tại nơi này cũng có mục đích của Chúa. Nhưng mà đến thời điểm, đến thời điểm hạt giống nó cần phải bị bứt ra và để lên rồi để lan rộng ra nhiều, thì chúng ta phải hành động theo thời điểm của Chúa. Và năm 2021 này
thành công về với Chúa, con có thể làm gì cho việc mà mang vương quốc của Đức Chúa Trời? Con có thể làm được gì để cứu những linh hồn được mất? Con có thể tham gia vào bộ phận nào để hội thánh của Chúa được tăng trưởng, được phát triển, để mở rộng nước trời trên trái đất này? Amen. Cảm ơn Chúa. Một câu kinh thánh cuối cùng. Chúa Giêsu nói: Còn ta, ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được. Ai lập hội thánh? Chúa Giêsu sẽ lập hội thánh. Trên khi chúng ta xây dựng hội thánh này, chúng ta đang tham gia công tác của người Chúa. Có một công việc mà Chúa quan tâm ngày đêm, đó là xây dựng hội thánh của Ngài. Dù chúng ta có nhiều bận tâm lo công việc làm ăn, bận tâm làm thế nào để phát triển công việc kinh doanh, bận tâm làm thế nào để mình trở nên giỏi giang hơn, học bằng cử nhân, rồi đến thạc sĩ, rồi đến tiến sĩ, cái gì chăng nữa, sĩ gì chăng nữa, thì có một công việc mà chúng ta cần phải quan tâm là Chúa quan tâm đến gì, chúng ta quan tâm tới đó. Chúa quan tâm đến xây dựng hội thánh của Ngài, chúng ta phải quan tâm đến việc xây dựng hội thánh của Ngài. Nên là mỗi người một tâm một sức, mỗi người một năng một lực, chúng ta cùng nhau để xây dựng hội thánh Chúa và mở màn đất trời trên đất này. Chúng ta cùng để một đôi phút để cầu nguyện với Chúa.